chán ghê nha, thiệt luôn á. Mà tính ra là những người mà dạng có quan hệ nó hay ở chỗ là nó muốn làm thì làm ta. Không, không có đâu, không có vụ đó đâu. Vậy cái thằng đó nó ỷ lại. Ỷ lại. Cái thằng bán quán mà nó có vợ đẹp không biết không? Nhớ nó không? Nhớ đúng không? Nó mới mua chiếc xe mà gọi là mình nói gọi là chiếc Accenter đúng không? Accenter. Nó gắn cái nó cái càng nguyên thủy của nó không gắn đâu. Mà nó gắn cái càng gọi càng là hơi hả? Càng hơi. À. Nhưng mà cái càng hơi này nó gọi là công an không thể bắt được. Sao bắt được? Tại vì nó kêu cái càng hơi này, cái càng hơi mà gọi là thích thì kêu, không thích thì thôi. Chứ không phải là mình tới mình bóp là nó kêu đâu. À, ví dụ nó có như... hai loại công tắc. Một công tắc chuyên đèn hơi và công tắc chuyên về đèn kia. Đúng. Ừ. Tại vì khi mà công an tới thổi, tới bắt nó lại đúng không? Ừ. Bóp nó không kêu. Ờ. Nó gắn kêu gắn chơi chứ mà cái này nó đâu có bán ở thị trường đâu. Đúng rồi. Nên ra nó kêu vậy gì ta? Tao thách mày vậy. À, tao thách mày làm á. Thách mày làm. Làm chi anh ra anh mua người ta có bán. Đã nó mua nó bắt công an bắt mà không thấy tất cả các xe mà gắn càng hơi là bị công an gỡ xuống mà phạt biết bao nhiêu tiền không? Thì đa số là dân chơi, anh ở dân chơi mà anh sợ mưa rơi hả? Dân chơi mà sợ mưa rơi. Không, mưa đất sao tất cả là mưa tao bỏ chạy nhà trốn hết rồi. Mưa rơi lắc lắc dân chơi đi về. Tất cả cứ chơi cái nào không biết mà cứ gặp mưa là chạy trốn. Đó là rõ ràng là sợ ướt đó. Ê mà có cách nào mình gọi là mình thiết kế được cái càng hơi mà gọi mà nó kêu chát lỗ tai không? Nói chung là chế để mà gọi là đi hù chim, hù chích chòe này nọ chơi thôi. Càng hơi này nè, em chế một cái càng hơi siêu rẻ tiền, chỉ mất có lúc 10.000 bạc thôi. Mà cái càng hơi nó kêu mà chói tai luôn, nó kêu mà nghe mà từ đây đến tuốt ngoài kia nghe. Mình thổi bằng hơi mình hả? Không. Nếu xe anh có hơi thì anh chế vô ra nó càng hơi, sao thổi bằng hơi mình được? Ê, Việt Nam chuẩn bị vô World Cup. World Cup hả? Ô, vô cái gì mà U23. U23 châu Á. Nếu mà anh lấy xe anh thể đổ thêm một bình hơi nữa, bình hơi mini rẻ tiền lắm. Đi bảo. Đúng rồi. Cái bình hơi mini nó rất là rẻ tiền. Nó anh lắp vô bình thường nhưng mà cái càng hơi nó mắc tiền thôi. Càng hơi mấy triệu một cái càng hơi nó phải đơn giản đâu. Nhưng mà lắp cho công an bắt. Anh nói là này, hai công tắc. Một công tắc bí mật anh giấu ở đâu anh giấu. Nhưng mà nó thấy mình gắn càng hơi trên đó là nó bắt liền. Càng hơi tự chế đơn giản lắm. Chỉ mất 10.000 thôi. Cái càng anh bóp một cái là nguyên cả làng né anh hết. Anh là một tâm điểm luôn, dù đang đi bão đông người đúng không? Ông tin vào cái tất cả dòm về anh hết. Biết dòm làm gì không? Gì à? Chỉ điểm. Công an tới. Nó đó. Thôi ông đừng có số 7 em ơi, em chơi cái đó là. Chế càng thôi em chế cho. Cái này nó là cũng áp dụng thực tế cũng có nhiều trường hợp. Anh em sẽ thấy áp dụng giống như là đuổi chim đuổi cò hay một làm cái gì đó tùy mọi người. Nói chung là âm thanh nó rất là vang nhưng mà rất là rẻ tiền, tầm 10.000 đổ lại thôi. Không, tôi nói ví dụ như có cái càng hơi, tôi nói vậy thôi chứ thật sự là tôi ước là có cái càng của thằng đó đúng không? Ừ. Không phải là để mà tôi đi ra đường hoặc là bóp càng cho người ta sợ hoặc là cho người ta né đâu. Ừ. Chủ yếu là tôi đuổi mấy con chim mà nó hay ăn giấm của tôi thôi. Ừ, ok. Đó. Chế thì em chế được đó, nhưng mà em chế là anh cái càng hơi thôi. Còn vấn đề mà anh mua bình hơi rồi anh lắp ráp thì anh tự lắp ráp nha, tại vì nó đã ra sẵn rồi thì anh kia anh mang đi ráp ra thôi. Anh ráp không được thì thôi thì em quỳ lại anh luôn. Thì ông đã chế thì ông chế sẵn là xe tôi luôn đi, còn chi nữa. Không, em chế vậy thôi, chế sẵn xe làm gì, anh đâu đủ đồ nghề đâu, anh phải mua thêm bình hơi nhỏ nữa. Thì ông đi mua luôn đi. Rồi ok luôn, vậy nghe em sẽ chế cho anh với đất đã đại đình một cái càng hơi. Mọi người áp dụng trong trường hợp nào thì mọi người áp dụng. Nhưng mà em chế mọi người tầm 10.000 đổ lại thôi, nhưng mà cái hiệu suất nó mang lại thì ngang ngửa cái càng hơi anh mua mấy triệu. Bền không? Bền, xong bền, chế là phải bền rồi. Chắc chắn hơn bền hơn cái vấn đề mua rồi. Đúng rồi. Đi, ok. Mua đồ nha. Đây. Rồi ok, anh em tôi sẽ sử dụng chai 247 nha. Rồi anh em sẽ bắt đầu cưa. Vì chai 247 thì nó vừa khít với cái ống này hơn. Cái ống số 10 hơn, vừa khít luôn. Rồi anh em tôi cắt ra. Hai bốn bảy sảng khoái tinh thần. Anh sẽ đo thế này và anh sẽ cắt ngay cái đoạn này cũng được để cho nó nhu cái nắp lên xíu. Rồi ok. Đó là mọi người đo tới đây thôi nha. Mọi người cắt để tí đó lò cái đầu nắp lên trước.
Ok. Rồi, ok. Chúng ta sẽ bắt đầu khoan một lỗ. Ví dụ đây nè, anh đo làm sao cho nó lỗ nó trong một khu vực này, trong khu vực đó anh khoan chỗ nào cũng được. Rồi ok. Cho 247 chúng ta sẽ nhét vô. Nhét làm sao cho ở cái đầu ở đây nè, để cho hở chỗ trống. Nghĩa là cái đầu này nó thấp hơn hơn cái đầu đít đúng không? Đúng rồi, chúng ta nhét vô. Nhét cái đầu từ cái đầu dài lên lên đầu đít. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, tàu tra 247 rất là khít. Okay. Chai xịt tinh này không được đâu nha mọi người, xịt tinh hơi nhỏ xíu. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chùm lại. Chùm căng lại đúng không? Ừ. Là cái bong bóng. Rồi. Ta sẽ bắt đầu quấn vô. Rồi ok, anh thử thử xem sao. Kêu không? Kêu. Thổi đầu kia anh hả? Vô cái lỗ này nè. À lỗ này hả? Ừ. Trời ơi. Đó là tôi thổi mà nghe. Tài luôn á. Bụi của tay lắm chứ. Cái này gọi là cái kèn hơi. Ông làm ngắn vậy sao được? Ông vậy ông nông cái này bỏ đây dài vậy ra được không? Được. Thử coi. Anh thử nông thử coi đi ra ngoài cho anh không? Hả? Hả? To. To. Đít tài luôn. Hả? Anh mới nghe cho mọi người coi. Đó ok, nếu chế kèn hơi thì đơn giản thôi, anh sẽ chế một cái đồ để thổi. Đồ thổi ra rồi anh gắn vô cái hơi của anh. Khi mà anh bóp là hơi sẽ nhả ra để kêu. Ê. Đó. Cái này mình chế vô cái bô xe được. Mình chế cái lõi bô xe cái mình lên ga có đầu là nó có hơi á. Mà nó hơi đủ không? Không nóng đâu. À, đúng rồi nó nóng á, chúng ta phải chế vô kèn hơi thôi. Xe nào chạy có hơi chúng ta sẽ dùng tận dụng cái hơi đó, chúng ta hãy lên chế kèn hơi. Nó kêu mà điếc tai luôn. Điếc lỗ tai. Đó, đây là cái kèn hơi dành cho anh thích kèn hơi thì em chế anh cái kèn hơi đơn giản thôi, rẻ tiền. Chứ anh mua một cái kèn hơi để chế cho xe cũng mất mấy triệu bạc, anh giỡn đâu anh Khải. Trà nó to mà chát lỗ tai luôn á. Mấy triệu bạc anh Khải. Được rồi, để tôi gắn cái xe Honda của tôi. Xe Honda làm gì có hơi. Thì mình chế bình hơi vô. Ờ đúng, hợp lý. Đó ok nha. Đây là cách đơn giản em chế cho mọi người nha. Đó mọi người, cái kèn hơi đơn giản nha, rẻ tiền nha. Rồi ok, mọi người có ý kiến nào để bình luận ở dưới nha. Hẹn gặp lại trong tất cả clip sau.